Chưa lập gia đình có phải là một điều bất hiếu được nhiều bạn trẻ đặt ra vì càng ngày càng có nhiều người kết hôn muộn và thậm chí là lựa chọn không kết hôn, khiến cho bố mẹ và họ hàng vô cùng lo lắng. Vậy thì chưa lập gia đình có phải là điều bất hiếu không? Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Cuộc sống hiện đại với nhiều lối tư duy khoáng đạt hơn, cho nên là giới trẻ không vội vàng chuyện chồng con như xưa. Thế nên khi mà cha mẹ thấy con có công việc ổn định, lại sống có vẻ đơn độc nên cũng muốn chúng sớm thành thân để yên bề gia thất. Với một tâm lý của các ông bố bà mẹ thương con thì hay lo lắng cho con, thì việc họ hối thúc lập gia đình cũng là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sự động viên thái quá hay sốt ruột thúc giục của gia đình và người thân sẽ tạo ra áp lực. Không ít người lo lắng rằng liệu chưa lập gia đình có là bất hiếu hay không. Về khía cạnh này thì cần phải xem xét theo từng quan điểm cụ thể, theo dân gian và theo đạo Phật như sau. Xét trên yếu tố dân gian, đúng là bố mẹ nào chẳng mong con cái trở thành một người thành đạt, giỏi giang và hạnh phúc. Thế nên, theo quan niệm xưa cũ thì một người không lập gia đình thường sẽ bị coi như là chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Không những thế, nếu đã lập gia đình mà không sinh con trai để nối dõi tông đường thì còn bị chỉ trích nặng nề hơn. Theo quan niệm dân gian, việc sinh con, nhất là con trai, nhằm mục đích là duy trì nòi giống, có người nối dõi tông đường để cảm thấy sự sống của mình còn tiếp nối tới mai sau. Thế nên, gia đình nào không sinh được con trai còn bị cho là bất hiếu. Thậm chí là cho tới ngày nay, quan niệm trên vẫn còn tồn tại ở trong nhiều gia đình. Nhiều người vẫn cố gắng để có bằng được đứa con trai cũng là lý do này. Vậy nên gia đình mà con trai cạo tóc đi tu còn bị xem là không có phúc vì họ nghĩ rằng người này không lập gia đình, không sinh con nên làm kết thúc sự tiếp nối của dòng tộc của mình. Còn trong đạo Phật, chữ hiếu luôn được đề cao, nhưng chữ hiếu lại tập trung vào các phẩm chất của con người hơn. Đó sẽ bao gồm là sự kính trọng, phụng dưỡng, thuận hòa và hỗ trợ cha mẹ sống hướng thiện. Đức Phật có dạy về vai trò của bố mẹ với con cái, ghi lại như sau: sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ, sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ, sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống, sẽ bảo vệ tài sản thừa tự, sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Theo đó thì người Phật tử không có bổn phận hay trách nhiệm phải lập gia đình để làm tròn chữ hiếu. Hơn nữa thì trong đạo Phật cũng nhấn mạnh chữ duyên. Theo đó thì một người lập gia đình muộn là do duyên chưa đủ, chứ không liên quan đến chữ hiếu. Vì thế mà việc kết hôn của con cái là thuận theo tự nhiên, không nên gượng ép, không nên áp đặt ý kiến của bản thân lên con cái. Việc hữu duyên không phải cứ mong cầu, nỗ lực là được. Việc này cũng giống như việc ghép một bức tranh. Khi đang thiếu một mảnh thì làm gì mà bức tranh có thể hoàn thiện. Vậy nên việc cần làm là hãy sống an vui, kiên nhẫn mà đợi duyên thôi. Ngược lại, nếu như một người vội vàng lập gia đình, không tìm hiểu chín chắn rồi hôn nhân trục trặc đổ vỡ, con cái chia lìa khiến bố mẹ hai bên ăn không ngon, ngủ không yên thì mới là bất hiếu. Thế thì nên làm gì để cha mẹ an lòng khi con kết hôn muộn? Tuy rằng không phạm chữ hiếu khi kết hôn muộn theo góc nhìn của Phật giáo, thế nhưng với phận làm con thì không nên cố gắng chống đối, cự cãi, gây nên mâu thuẫn khiến gia đình không vui. Điều quan trọng nhất trong hoàn cảnh này là giúp cho bố mẹ an lòng. Muốn vậy thì trước hết phải làm cho cha mẹ hiểu mình vì có hiếu được mới cảm thông, thấu hiểu. Với khoảng cách thế hệ và quan niệm sống khác nhau, nhưng việc bố mẹ lo lắng thúc ép là chuyện bình thường. Con cái nên tìm cách tâm sự với cha mẹ, bày tỏ cho họ biết rằng mình cũng muốn tìm người phù hợp nhưng duyên chưa tới. Đừng ngại giải thích cho cha mẹ biết chuyện kết hôn cần phải hội tụ nhân duyên, thúc ép quá sẽ tăng thêm áp lực.
miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Hôn nhân là việc quan trọng, không phải cứ cố làm theo ý của người khác thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vì điều mà bố mẹ mong muốn lớn nhất đó là hạnh phúc của con mình. Hiểu được nỗi lòng của con cái rồi thì cha mẹ sẽ cảm thông hơn. Ngoài ra thì con cái cũng phải thay đổi lối sống của mình cho lành mạnh để bố mẹ cảm thấy an tâm. Hãy mở tấm lòng của mình để sống với tất cả mọi người một cách tốt đẹp nhất. Để cha mẹ không thấy bạn cô đơn buồn tủi, họ sẽ hiểu bạn đang một mình là do số phận chứ không phải là do bạn cố tình như thế. Hãy sống sao cho cha mẹ cảm thấy tự hào về mình khi mình là một người nhân hậu, giỏi giang và mạnh mẽ. Đó cũng có nghĩa là mình là người con có hiếu. Ngoài ra thì hiếu đạo không chỉ đơn phương một chiều từ con cái đến với cha mẹ, mà còn ở chiều ngược lại. Vai trò của bố mẹ đó là ngăn con làm điều ác, khuyến khích chúng làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới gả vợ chồng xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Thế nên bố mẹ nên tập trung những cái việc quan trọng hơn là ép con tập trung mỗi chuyện cưới xin. Ngày nay thì việc khủng hoảng trong các mối quan hệ cha mẹ con cái ngày càng rõ ràng và có nguyên nhân trực tiếp là từ những cái áp lực vô hình đang đè nặng lên vai của những người cha mẹ và con cái. Những áp lực này lại có nguyên nhân sâu xa từ những vọng tưởng về nhau và kể cả việc suy nghĩ chưa lập gia đình là bất hiếu. Xóa bỏ góc nhìn này chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng cuối cùng thì dù bố mẹ, con cái có yêu thương, thân thiết nhau tới mức nào thì mỗi người vẫn có những cái cá nhân riêng lẻ, có một tư tưởng, một lối sống riêng biệt. Nếu như gia đình quá áp đặt sẽ khiến cho trói buộc cuộc đời của chúng và lý thuyết của việc phải làm cho cha mẹ hạnh phúc. Trong khi đó, sự thật là cuộc sống của con hạnh phúc thì ai ai cũng hạnh phúc. Nếu có thể giải thoát cha mẹ khỏi những cái vọng tưởng về con cái của họ, đồng nghĩa giải thoát những đứa trẻ để chúng có thể tự do trở thành một con người tự chịu trách nhiệm với bản thân, tự đối mặt với nghiệp báo của chúng thì mới mang lại được cái cuộc sống lành mạnh cho cả con cái lẫn bố mẹ.